Thưa quý vị, thấm nhuần lời dạy của Bác, việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Thời gian qua, Đảng bộ phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đã xây dựng, triển khai nhiều mô hình và phát động cán bộ đảng viên cùng nhân dân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác một cách nghiêm túc, sáng tạo, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, với mục tiêu chung là không ngừng nâng cao đời sống của dân cả về vật chất và tinh thần. Trung tuần tháng 4 vừa qua, Ủy ban nhân dân phường Trung Kiên nhận được đơn yêu cầu hòa giải liên quan đến tranh chấp quyền sử dụng đất của bà Mai Lệ Thủy, người con thứ ba của ông Mai Văn Khê và bà Nguyễn Thị Gương ở khu vực Quy Lân 2 với 4 người con còn lại trong gia đình, bởi khi cha mẹ mất không để lại di chúc. Nhận được đơn, hội đồng hòa giải phường đã đến tận nơi để tìm hiểu, xác minh, tìm ra hướng giải quyết để hòa giải, thấu tình, đạt lý, tránh những mâu thuẫn phát sinh giữa anh em ruột thịt trong gia đình. Cũng nhờ ủy ban ở phường Trung Kiên mình giải thích cho anh em hiểu biết là vấn đề lực đất cái gì đó phải chia gì đó. Thành ra cũng đồng thuận với nhau là chia gia vị anh em nào ít nhiều gì miếng thuận thì người ta nói không có nói mà lên ta chia. Còn mình cấm tới đó anh em nếu thuận thì ấy. Cũng nhờ sự hòa giải đó mà là anh em tôi mới hiểu biết nhau được hòa thuận như hôm nay. Đây là một trong 11 vụ hòa giải đất đai thành công ở địa phương từ đầu năm đến nay, góp phần giữ gìn mái ấm các gia đình và tình làng nghĩa xóm. Song song với công tác hòa giải, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, đồng thời đẩy mạnh phong trào dân vận khéo. Thời gian qua, các ban ngành đoàn thể phường Trung Kiên vận động nhân dân xây dựng được 6 tuyến đường, 5 tuyến kè với tổng giá trị xã hội hóa hàng tỷ đồng. Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, thì trên địa bàn phường đã xây dựng tổng cộng là 6 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài hơn 3.800 m. Tất cả là kinh phí do nhân dân đóng góp là khoảng 5,6 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa và khoảng 2,8 tỷ đồng từ nguồn vận động dân hiến đất, hoa màu và di dời các vật kiến trúc. Có một số cái đoạn kè nổi bật là chống sạt lở ở khu vực cặp sông Hậu và cặp kênh Cần Thơ Bé. Với tổng chiều dài của các tuyến kè là khoảng 270 m. Tất cả đều từ nguồn xã hội hóa vận động nhân dân đóng góp và xây dựng. Qua cái phát động cái phong trào thực hiện làm theo Bác thì đã xuất hiện nhiều cái mô hình cách làm hay, cụ thể như là xây dựng cầu đường giao thông. Tiếp tục thì thực hiện làm theo Bác thì chúng tôi đã tập trung là cái triển khai thực hiện vận động người dân làm theo những cái việc bằng phần việc là cụ thể như là các cái mô hình câu lạc bộ ở từng khu vực để có nhiều cái mô hình làm ăn có hiệu quả để nhân rộng ra địa phương. Việc tích cực học tập và làm theo Bác đã góp phần giúp phường Trung Kiên thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh đã đề ra. Kết quả 5 năm liền, đảng bộ phường Trung Kiên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.